Đây, hai ông cháu bây giờ 5:30 chiều, từ 1 giờ đây vẫn chưa đến nơi, ướt đẫm mồ hôi rồi. Chú, gió trong rừng vi vu. Hành trình đi bộ 5 giờ đồng hồ, ướt đẫm mồ hôi luôn rồi. Cháu đang ngồi nghỉ chân khoảng tầm 20 phút nữa mới tới điểm câu. Hôm nay là hành trình đi bộ. Ngủ đơn giản, trời trăng mây gió, bây giờ là ăn Tết không có sao. Có mấy cái sao nhỏ nhỏ không thấy được, không có che bạc búng gì hết đó, cuộc vọng như thế thôi, ngủ. Bên kia đang phơi đồ. Sống hoang dã nơi núi rừng như vậy đó cả nhà nhé. Nó có bạc bên đó mà anh em không che. Mình thì móng lái có cực khí trong nước này.
thì được không? Hả? Nó sâu không? Là trào lên trên. Trào lên trên này. Hay là đi bên kia à? Con ngó cái đầu nó bên nó kìa, xem đi cái đầu bên này hay là bờ bên kia. Sâu mà. Hụt to như thế này mà đánh cá không thấy cá đớp. Đẹp mê hồn luôn cả nhà ấy. Nó đẹp luôn, tắt nước. Sông suối núi rừng có đẹp. Đấy, trường luôn mà. Cá lên cá. Đó, cá này. Bên kia có thác nước đẹp. Có đẹp, có đẹp. Hỏi mọi người nên biết cái đoạn này là đoạn nào không biết. Giờ anh em nghỉ ngơi tắm. Có 12 giờ rồi, 1 giờ rồi, mấy rồi đói rồi. Hôm nay hai anh em không có cơm. Không nấu cơm. Rồi đi gỡ đường đi theo mấy triền vách đá này. Cực kỳ khó cả nhà. Đi núi đi rừng vất vả lắm cả nhà nha. Hai ông cháu đi lùa suối rừng, đường đi vất vả lắm cả nhà. Đường đi trơn trượt, đi theo mấy cái vách đá như thế này
đi theo mấy cái vách đá như thế này nè. Nó đi khá nguy hiểm. Lên trên nhé. Đây, cái đoạn này hai ông cháu không có đường đỡ nữa, leo trên kia thì không được, không có chỗ bám. Giờ đi triền này xem thử được không, nếu không phải chấp nhận bơi qua nữa. Đó, quan trọng cho nó có chỗ leo lên không. Thì nó leo lên được không? Bây giờ cái bụng thì nước thì sâu. Rồi, ông cháu khó đỡ cái này rồi. Đó, ông cháu đang leo trèo nữa, đường đi cực kỳ khó lắm đó. Leo trèo trên vách đá. Ông cháu đi qua được, mình có đi qua được đây không ta? Đây cả nhà, hai ông cháu vừa giật cái dốc này từ dưới sông, dốc thẳng đứng đuối luôn á. Ở đây có mấy cây to này, đó, cây gỗ to ngay trong đường sông, xin ông tè với gỗ to không này dưới kìa. Quá mệt cả nhà, có cái mặt thở y như trâu luôn nè, toát hết mồ hôi hột, thở như trâu luôn. Tiếp tục lên còn nửa đường nữa cả nhà ơi, lên dốc. Mọi người ngó phía sau cái dốc kìa. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ, xin cảm ơn. Đi cả nhà ơi.